Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều nước phát triển trên thế giới thì nước có thể uống ngay được tại vòi, nhưng tại nước ta thì điều này còn lâu mới thực hiện được. Và để khắc phục được tình trạng này thì có một giải pháp, đó chính là gắn máy lọc nước ngay tại vòi nước nhà bạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Ly vừa tổ chức buổi ra mắt sản phẩm máy lọc nước mới CleanSui của tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản với nhiều ưu điểm vượt trội, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Tại Việt Nam nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, nguồn nước sinh hoạt hàng ngày dù đã được xử lý nhưng vẫn tồn dư hàm lượng clo. Nguồn nước này vẫn chưa thể uống được trực tiếp từ vòi mà phải qua đun sôi hoặc lọc lại một lần nữa bằng máy lọc chuyên dụng. Việc sử dụng lâu dài nguồn nước như vậy làm tăng nguy cơ dẫn đến các bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư. Bằng việc ứng dụng công nghệ màng lọc sợi rỗng, thiết kế với các sợi dàn ống siêu mỏng, làm từ polyethylene chắc chắn và linh hoạt, kích thước lỗ màng lọc cực nhỏ, từ 0,01 tới 0,1 micromet, kết hợp cùng với lưới lọc, màng vải không dệt, sứ đặc biệt và than hoạt tính. Hệ thống máy lọc nước CleanSui không chỉ loại bỏ các cặn bẩn, chì hòa tan cùng các tạp chất độc hại, thuốc thực vật, khử mùi nấm mốc mà còn khử được lượng clo dư trong nước. Tuy nhiên, vẫn giữ lại được các thành phần kim loại cần thiết trong nước bên ngoài màng lọc, chỉ còn nước sạch và khoáng chất sau khi lọc. Nguồn nước sau khi lọc của máy lọc nước Mitsubishi Chemical CleanSui đã được kiểm nghiệm bởi những cơ quan có thẩm quyền là Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội, Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Ưu điểm vượt trội của máy lọc nước Mitsubishi Chemical CleanSui đó là sử dụng công nghệ màng lọc sợi rỗng, không sử dụng nguồn điện, không có nước thải, được sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản, nhỏ gọn, dễ lắp đặt, có tính thẩm mỹ cao và đặc biệt là có thể uống trực tiếp tại vòi và giữ nguyên khoáng chất. Hệ thống máy lọc CleanSui sử dụng lõi lọc UZC-2000E, không sử dụng điện năng, không thải nước, sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản và nhỏ gọn, dễ lắp đặt ngay tại vòi nước nhà bạn. Chỉ vậy thôi, gia đình bạn sẽ có ngay một nguồn nước an toàn để uống trực tiếp, không cần phải đun sôi, đảm bảo vẫn giữ nguyên các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Máy lọc nước này giúp bạn vừa tiết kiệm năng lượng, vừa rất tiện lợi, đem đến cho bạn một cuộc sống chất lượng và trọn vẹn hơn.